Xin chào mọi người, hiện tại Nấm đang có mặt nhà mẹ vợ. Thì trước mắt mọi người nhìn thấy đó là cái trại Nấm Bào Ngư Xám mà bố và mẹ vợ đang chăm. Thì hầu như là quanh năm suốt tháng, giờ này là cái cử này á, thì đang đậy nắp mới vừa hái xong. Thì Nấm cũng mới đi công việc sẵn ghé ra luôn. Thì thấy như thế này thì cũng quay cho mọi người. Việc đầu tiên mọi người thấy những cái miếng màng tím không? Đó, là khí hậu miền Trung nó nắng quá, thì khi mà xử lý rồi á, chúng ta sẽ ngăn lại, tức là chúng ta sẽ kéo lại cái lối chính giữa này để cho nó giữ ẩm cái bề mặt. Còn ở bên này nè, như thế này, cái miếng vải này nắng quá mình chia để khỏi nắng. Cái tí xong rồi á, bố tưới, ông tưới cây mít vào đây nè, cây rau rồi ngoài đó thì ông tưới lên đây luôn, xịt lên mấy tô luôn thì nó cũng đỡ bớt rồi. Thì ở video này thì cái trại của bố và mẹ thì cũng khá là nhiều. Ở bên kia có một lô, cái góc ở bên này nó có một cái lô gọi là mới lứa đầu. Còn ở đây thì lứa bao nhiêu thì hình như Nấm cũng không nhớ nổi, là vì cũng nhập liên tục, nhập mà cứ 3 đợt. Hồi lúc trước là nhập 2 đợt, thì bữa nay tăng thêm thì nhập 3 đợt. Thì Nấm thấy nó có một cái mà Nấm muốn chia sẻ với mọi người. Đó là cái cổ phôi nè, bố ông chăm sóc cũng khá là kỹ. Thì lứa thứ mấy thì Nấm sẽ không khai với mọi người vì cũng không để làm gì. Quan trọng là năng suất cuối cùng. Nhưng mà Nấm thấy là cái phôi, cái cổ nó đẹp nè. Mọi người nhìn nè, bây giờ Nấm cân thử nha. Rồi, Nấm có chuẩn bị cái cân này. Nấm thấy cầm lên rất là nhẹ rồi, mà sao nó còn đẹp như thế này. Mọi người nhìn chi tiết đó, bao nhiêu? Chưa tới 7 lạng nữa, chưa tới 700g. Đây, thì Nấm cứ cầm hết đi. Có bịch thì nặng, có bịch thì nhẹ nha. À, bạch đây á, thì được gần 800g. Rồi ví dụ bạch trên này đi, bạch đây đi à. Đó. Còn có hơn 600g thôi, cỡ 620. Vậy thì từ một cái phôi ban đầu mà Nấm thường đóng nhất là 1,2 kg. Nấm lấy trên này đi, rút đó một bạch ra trong này đi. Nấm đóng thường là một bạch là 1,2 kg, mà bây giờ mà thu nó chỉ còn có 600-700g. À, thì mọi người định hình thì nó đã thu bao nhiêu lứa rồi, đúng không? À, bây giờ thì Nấm qua bên kia, Nấm quay cho mọi người xem nha. Ở đây thì cái lô phôi mới rút bông đậy nắp thôi. Rút bông đậy nắp thì mọi người xem phôi, có những cái nó bị nó xì Nấm con luôn rồi. À, thì ở đây có 3 kẹ. 3 kẹ này chắc có 1000 thôi. Đây, đây 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 có kệ này nè, thì 4 kệ chắc 1,200, 1,300 gì đó. Thì ở đây mới rút bông đậy nắp thì cũng không có gì để mọi người coi, thì chắc nắp Nấm chỉ căng cho mọi người xem thôi. Thì xử lý rút bông đậy nắp thì mọi người Nấm chia sẻ khá là nhiều rồi. Thứ nhất là màu sắc nè, tạo lên những cái bợn trắng này rất là nhiều. Cái thứ hai là Nấm bói. Cái thứ ba là đủ ngày tuổi. Rồi bây giờ Nấm sẽ căng thử cho mọi người xem. Thì bên Nấm thì thường đóng phôi là 1,1-1,2 kg. Thì như vậy cái bịch này là 1,2 kg. Đã trắng rồi nè. Thì chắc không bữa đóng thì hơi ẩm. Bịch đây có khi 1,2 kg. Bịch đây đóng nè, 1,1 kg nè. Đấy, bịch đây lúc đóng 1,1-1,50 kg nè. Ok chưa? Đây. Rồi, bịch đây thì cũng cỡ đó hết rồi. Khi đóng thì nó cũng na ná như nhau mọi người. Nó cũng na ná như nhau thôi. Đánh cái hai này. Đấy. Như vậy thì lúc nãy bên kia mình đã cân như thế rồi. Thì nó còn 600-700g. Thì bên đây nó 1,1-1,2 kg. Thì như vậy cái độ hao hụt như thế. Đây 1,1 kg chát này. Rồi thì để chốt lại cái vấn đề này. Thì Nấm thấy là bố chăm sóc khá là tốt về cái vấn đề là dọn vệ sinh, giữ cái miệng cổ. Cái miệng cổ này rất là quan trọng vì nó đĩa ở chỉ có cái lỗ này thôi. Thì chúng ta bảo vệ cái lỗ này để nó đĩa Nấm tốt. Chứ cái lỗ này mà ví dụ đĩa 3-4 cử mà nó bị vấn đề gì đó thì những đứa sau coi như là không. Chỉ cái trường hợp mà chúng ta phải ở trên đầu nó bị vấn đề gì đó mà dưới đít nó còn thì chúng ta chỉ quay lại mà rạch thôi. Thì nó sẽ dở đây, khó kiểm soát. Và nhiều khi cái vết rạch nó ra nó sẽ không tốt bằng cái cổ. Cái cổ thì nó chăm cái chùm Nấm nó nhìn nó bắt mắt hơn.
Thì như vậy thì mọi người cố gắng chăm sao cho cái cổ miệng mình ok nha mọi người. Còn lứa thì nãy giờ Nấm nói rồi, không quan tâm đâu. Quan tâm mà tôi thu 15 lứa nhưng mà năng suất cuối cùng vẫn có 200 gram, mà tôi thu có 3 lứa năng suất cuối cùng của tôi là 250 gram thì nó cũng đâu có tác dụng gì về cái số lượng đâu. Nhưng mà chúng ta coi là vì sao, là vì mình chăm tốt thì nó nhìn nó bắt mắt hơn. Khi ví dụ có ai tới tham quan hay là chính bản thân mình nhà mình ra trại phôi, mình nhìn thấy cái phôi mình trắng đẹp đều, nó không có bị lem luốc gì đó thì mình thấy nó ok. À, và dù sao mình cũng bảo vệ cái cổ này cho nó mốc xanh hay gì đó, nó cũng giảm năng suất cho mọi người. À, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Chúc tất cả anh em mà anh Nấm thì có một năm làm nấm bội thu. Cảm ơn tất cả mọi người.